Vâng, hello, chào tất cả mọi người nha. Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan vụ việc của tập đoàn Sa Lan. Thì như tất cả chúng ta cũng đã biết là hiện tại thì cái vụ việc này đã xảy ra hơn 10 tháng và đến ngày hôm nay thì vẫn chưa có kết quả. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng là ở đây là gia đình của chị Kim Hà đã có một cái bằng chứng rất quan trọng. Đó chính là đã có được hai cái điện thoại mà của chị Kim Hà để lại. Có thể nói rằng là đến bây giờ thì hai cái điện thoại đó có thể là một cái bằng chứng mà quan trọng nhất. Đó, thì ngày hôm qua thì anh Vũ cùng với cô Biển thì đã đem đi rồi. Thì không biết là cái kết quả khi nào nó sẽ có, nhưng mà mọi người cũng đã biết rằng là có thể nó rất quan trọng. Đó, nên là anh Vũ với cô Biển mới trực tiếp đem lên như vậy. Thì có thể là vài ngày nữa thì chúng ta sẽ biết được cái kết quả này. Còn cái thông tin mà em cũng có nói với gia đình rằng là tại sao bây giờ ấy, là gia đình không làm luôn cái vấn đề là quật mộ đi. Bởi vì là em nói tất cả mọi người là cái việc quật mộ đó là một cái cách cuối cùng, cũng để rút ngắn thời gian, không để lâu nữa. Bởi vì bây giờ thì dù có tìm ở dòng sông đó quý vị cũng rất khó. Bởi vì sao? Gần một năm rồi. Đó, gần một năm rồi thì cái khu mà có cái vật chứng hay là có cái bình ắc quy, có cái láp hay có độ lốp xe ấy, thì nó cũng phải ở dưới cái vấn đề là dưới cái cát nó bồi lên ấy, cũng rất là sâu, rất là khó để có thể phát hiện ra được cái vật chứng đó. Thì anh Vũ cũng có nói rằng là bây giờ ấy là vẫn chưa tìm ra được là ở đây là bên nào sẽ làm cái vấn đề là giám định pháp y, có nghĩa là giám định ở đây là cái xương đó quý vị. Đó, nên là anh Vũ có nói rằng là nếu như bây giờ mà chúng ta cứ như vậy mà bốc mộ rồi là cào mộ rồi là quật mộ để giám định ấy, thì kết quả nó sẽ vẫn như vậy thôi, không có thay đổi được. Nên là gia đình ở đây là muốn chắc chắn. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người, đã xảy ra đây là hơn 10 tháng rồi nhưng mà kết quả vẫn chưa có. Có nghĩa là đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa biết được cái nguyên nhân là chị Kim Hà ra đi vì lý do nào, mà chỉ có nghe được anh ấy nói là chị Kim Hà là tự mình nhảy xuống sông và bị đưa xuống một cái hầy một cái rồi nằm im ở đó tận 12 ngày. Nhưng mà có một cái điều lạ để em đã nói với tất cả mọi người trong video ngày hôm qua rồi, là hai cái điện thoại đó đã được gói ghém vào trong một cái bịch ni lông và đã cột rất là chặt và để trong túi áo khoác. Và khi chị Hà nổi lên thì hai cái điện thoại này cũng vẫn còn đó. Mà em hỏi tất cả mọi người, chứ có ai nhảy sông mà đi sợ điện thoại đâu? Thì cái điều đó nó lại càng cho chúng ta thấy được là nó có cái gì đó bí ẩn. Cái thứ hai đó chính là chị Kim Hà ở đây nằm đúng cái chỗ chìm. Em hỏi tất cả mọi người, chứ nếu như mà cái ngày hôm đó mà gia đình của chị Hà không kiên quyết cào chỗ đó, thì em hỏi tất cả mọi người bây giờ nó có kết quả gì hay chưa? Bây giờ đã có thông tin về vụ việc của chị Hà chưa? Đó, còn những cái người khác mà họ nhảy sông ấy thì họ đều trôi đi một cái vị trí rất là xa, có thể là trôi đến 5 cây số, 10 cây số, 20 cây số, nhưng mà chị Hà thì lại không trôi đi một cây số nào mà lại nổi đúng chỗ chìm. Khi mà người ta hỏi anh Neo là ủa vợ mày nổi chỗ nào, thì anh Neo nói là nó nổi đúng chỗ chìm, nó nổi ngay xà lan á. Thì cái điều này nó lại là một cái bằng chứng là tại sao có thể chìm được ở đúng chỗ đấy, mà cái chỗ đấy á, thì sâu tận 20 mấy 30 mét mà lại nổi được đúng chỗ đấy. Em nói với tất cả mọi người nhá, dù là khi chị Kim Hà nổi lên ấy, là nó có sần và nó có hơi, thì chị Kim Hà cũng phải trôi đi tận cách cái vị trí mà chìm ấy, cũng phải 5-10 mét. Chứ ở đâu ra mà em nói mọi người là chìm ở đây đúng cái chỗ đó mà lại nổi đúng chỗ đó được quý vị. Nó rất là lạ. Nhưng mà gia đình của chị Kim Hà có nói rằng là bây giờ ấy, để mà tìm được cái vật gì đó dưới lòng sông rất là khó. Nhưng mà tìm được cái vật đó thì cái khả năng sáng tỏ sẽ lên đến tầm 99%. Bởi vì sao? Bởi vì cái vật gì đó đã neo chị Hà, thì gia đình cũng mong muốn tìm được cái vật đó thì mới có thể sáng tỏ. Còn bây giờ thì em nói tất cả mọi người là cái kết quả ha, kết quả để họ đánh giá thì nó cũng mất một giá rất là dài. Quý vị còn nhớ rằng cái hôm mà gia đình của chị Hà ấy có cào móc được một cái vật là một cái cây láp, một khúc láp và một cái chân vịt ấy, cũng phải mất thời gian là mấy tháng trời thì mới có kết quả là cái cây láp và chân vịt đó nó không phải là cái vật mà đã liên quan đến cái vụ việc của chị Kim Hà. Bởi vì gia đình của chị Hà có nói rằng là chị Hà làm mất ở đây là một cái chùm tóc, có nghĩa là lúc nổi lên thì không thấy có tóc nữa đó, và có cái vết bầm đen ở đằng sau cổ và có những cái vết lằn màu nâu. Những cái vấn đề đó chúng ta thấy rằng là ở đây là nó giống như kiểu là chân tay co cót, nó nằm trong một cái gì đó. Nhưng mà chúng ta biết như vậy thôi chứ bằng chứng ở đâu ra. Đó, khi cơ quan chức năng họ cũng kết luận rằng là chị Hà là qua đời là do ngạt nước. Nhưng em nói tất cả mọi người như thế này, nếu như chị Hà mà ngạt nước do nhảy xuống sông và bơi theo lời anh Neo nói, thì không bao giờ chị Hà có thể nổi đúng chỗ chìm, và không bao giờ chìm ở đó sau 12 ngày lại nổi ở đó. Bởi vì nó phải trôi đi chứ quý vị, đúng không? Đấy, cái điều đó chúng ta thấy rằng nó có cái gì đó nó sai sai rồi. Và ngay cả những cái lời của anh Neo nói rằng là dượng 10 gọi á, là nó nổi đúng chỗ chìm. Nổi thì nổi chứ có gì đâu, nổi thì nổi chứ có gì đâu. Em hỏi tất cả mọi người chứ biết là nổi không có gì đâu, nhưng mà nó lại nổi đúng chỗ chìm. Mà cái chỗ chìm đấy á,
anh lại không muốn cho người ta cào, người ta mắc ở chỗ đó. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người cái lý do gì mà khi mà người ta đi nó cào anh lại bảo đi chỗ khác. Nhưng mà có một cái chấn động như thế này, ăn Vũ với cô Biển hiện tại ấy, đó là không phải là chỉ đợi kết quả ở bên này không, mà họ còn phải đi rất nhiều nơi để rằng là mong muốn rằng là không biết là cái phần giám định này là sẽ do đâu là giám định, biết đâu được ở bên thành phố Hồ Chí Minh bên họ bên khoa học hình sự họ về đấy họ điều tra thì sao, đúng không? Nên là gia đình của anh Vũ cũng có nói rằng là bây giờ gia đình cũng vẫn gọi là đợi chờ để có kết quả, và nếu như kết quả ở đây là nó vẫn chưa xác định được cái nguyên nhân chị Kim Hà ra đi thì có nghĩa là cái vụ việc chưa kết thúc. Bởi vì sao quý vị? Nếu cái vụ việc của chị Kim Hà kết thúc thì phải có kết quả. Có nghĩa là cái lý do chị Hà ra đi là một cái tính mạng của một con người mà, là vì lý do gì? Còn cái giải thích ở đây là vì cái điều tự nhiên mà chị Kim Hà có thể chìm được ở giữa sông Vàm Cống đó thì nó rất khó. Bởi vì sao? Nếu như mà nhảy xuống sông em năm người, cái người ta biết bơi thì người ta cũng bơi vô bờ, có người cứu, và người ta cũng phải chìm từ từ và cũng phải trôi đi một cái vị trí rất là xa. Nhưng mà chị Hà em nói với tất cả mọi người là nổi đúng chỗ chìm, biết bơi nhưng mà lại làm một cái hầy, một cái giống như ai đưa xuống, ai gật xuống và nằm im ở đó. Nhưng mà khổ cái nỗi mà người ta đến đó cào thì anh lại bảo là chị Hà báo mộng, đừng có tìm ở đó và phải tìm cái vị trí cách xà lan đó 5 km. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người chứ, ở giữa dòng sông đó, giữa dòng sông đó sâu như vậy, làm gì có chuyện mà mắc cái gì quý vị? Đó, quý vị còn nhớ không? Khi mà chị Kim Hà nổi lên thì anh Neo này đã cùng với Dượng 9, Dượng 10 gì đó kè gấp xà lan đến cảng Mỹ Thới. Em nói mọi người là thực ra xà lan không có hư một cái gì cả, là đúng như cái dần gì mà dì Năm nói đó, anh Neo với Dượng 10 là cưa két sắt đó, trong đó là nó nói có 13 triệu. Thì em hỏi tất cả mọi người, nó nói thì nó nói bao nhiêu trả được? Em nói bây giờ trong đấy có 5 tỷ đó, thì sao quý vị? Ai làm chứng? Có Dượng 10 làm chứng, nhưng mà không bao giờ thấy anh Neo này ăn nhắc là ở ông Dượng 10 này là ông ấy giúp con, ông Dượng 10 làm chứng. Mọi người không tin hỏi Dượng 10 đi, không bao giờ dám nhắc đến Dượng 10. Em hỏi tất cả mọi người chứ anh Neo này anh cũng sợ nhắc những cái người thứ ba làm chứng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà chúng ta nói với người này nói với người kia để phỏng vấn ấy, thì nó sẽ lòi ra. Bởi vì sao? Bởi vì Dượng 10 có nói rằng là Dượng 10 có nói rằng là nghe anh Neo này gọi nên là Dượng đã đến để giúp anh Neo này. Nhưng mà khổ nỗi anh Neo này bơi ra chỗ chị Kim Hà, rồi chứng kiến sự việc là chị Hà bị đưa xuống một cái hì, xong anh Neo này bơi vô xà lan thì Dượng 10 đã đứng ở trên để cột dây xuồng rồi. Chứ em hỏi tất cả mọi người, cái dây xuồng nó thòng lòng ở đó thì sao anh neo được cái xuồng lên? Mà Dượng 10 dựng ở đâu mà Dượng phi nhanh đến như vậy? Hay nói mọi người như vậy, Dượng 10 á biết chỗ chìm, bởi vì Dượng 10 còn cột dây xuồng giúp anh neo mà. Và Dượng 10 cũng biết cái chỗ chìm, và Dượng 10 khi mà chị Hà nổi lên ấy, thì Dượng 10 cũng nói với anh Tuấn là nó nổi lên đúng chỗ chìm. Em hỏi tất cả mọi người chứ có ai mà đi nhảy xuống sông giữa sông mà nổi được đúng chỗ chìm không? Và duy nhất cái người này chỉ có một mình chị Hà, bởi vì chưa có một người thứ hai. Bởi vì em nói tất cả mọi người là người ta có nhảy xuống ở trong bờ ấy, thì người ta cũng trôi đi cả biết bao nhiêu cây số. Đó, quý vị thấy cái anh Thông 35 tuổi nhảy giống chị Hà đó, là cho cái hiện trường sau có 2 ngày thôi, 3 ngày là tận 20 km. Còn có một anh 31 tuổi cũng nhảy xuống cái chỗ cầu Vàm Cống đó mà nhảy trong bờ nhá, sau 3 ngày cũng cách hiện trường 12 km. Em hỏi tất cả mọi người là trong bờ mà đã trôi được 12 km mà chị Hà ở giữa sông mà lại không trôi đi km nào. Em hỏi tất cả mọi người nó có cái điều gì đó hay không, đúng không? Đến ngày hôm nay em nói tất cả mọi người rằng là tất cả mọi người vẫn đang đợi kết quả. Có nghĩa là kết quả đây là gì? Là chị Kim Hà ra đi vì cái lý do gì? Tại sao lại không trôi? Tại sao lại nằm đúng chỗ chìm? Và anh Neo này là cái người chứng kiến sự việc là nó là bị đưa xuống một cái hầy đó, là ai đã đưa chị Hà xuống, và có cái bằng chứng ở đây nữa. Ông mà lái đò chở anh Neo đi báo công an là ai? Thì cái bằng chứng là có chứ quý vị, đâu phải không có đâu. Nhưng mà em tin rằng là nó chưa đủ. Và nếu như cái vụ việc này mà nó không có điều tra nữa thì gia đình của chị Kim Hà chắc chắn là không bờ để yên. Bởi vì anh Vũ có nói rằng là sẽ đi đến cùng. Cô Biển cũng nói là dù tốn bao nhiêu tiền gia đình cũng đi đến cùng. Bởi vì gia đình có nói rằng là không tin chị Hà nhảy sông. Nhưng bây giờ cái kết quả thì vẫn phải đợi điều tra đấy quý vị, đúng không? Chúng ta ở đây là vẫn phải đợi kết quả. Có nghĩa là khi nào mà có thông báo chính thức đó về cái vấn đề là chị Hà đã bị cái gì đó để ra đi. Bởi vì em nói tất cả mọi người là nếu như người ta ra đi vì cái lý do gì, nó phải có nguyên nhân. Bây giờ cứ nói là bị ngạt nước, nhưng em hỏi mọi người nó ngạt nước kiểu gì mà lại có thể nằm đúng chỗ chìm, đúng không? Chị Hà bị ngạt nước mà lại có thể nằm được đúng chỗ chìm mà lại bảo không có cái gì neo thì thực sự với mọi người rất là vô lý. Bởi vì thứ nhất là vì sao? Chị Hà không phải tự nhiên mà nổi lên, mà phải cào phải móc mới nổi. À, mọi người thấy không? Là cào ở cái chỗ đấy nó mới nổi lên. Thì em hỏi tất cả mọi người là cào mới nổi là nó phải mắc vô cái gì đó. Vậy thì tại sao khi gia đình của chị Hà
đi tìm cái vật mắc đó thì lại không có cái gì hết, toàn bùn với cát. Em hỏi mọi người toàn bùn với cát thì làm gì mà mắc được chị Hà, đúng không? Đó, nên là cái điều này chúng ta thấy rằng là ở đây là phải có một cái gì đó, nó phải mắc được chị Kim Hà vô đó, mà nó lại co quắp cả tay chân, mà phải cào nó mới nổi. Thì mọi người nghĩ nó là cái gì? Đó, nên là anh Vũ có nói rằng là bây giờ thì cái phương án cuối cùng thì vẫn chưa sử dụng đến, và đã đem hai cái điện thoại của chị Kim Hà đó đến để họ giám định, họ điều tra, thì em tin chắc rằng cũng phải mất thời gian đấy quý vị, đâu phải là 1-2 ngày mà có kết quả được. Thì hy vọng rằng là hai cái điện thoại đó nó sẽ là một bí mật, bởi vì là từ ban đầu là gia đình của chị Kim Hà có nói rằng là muốn tìm những cái bằng chứng nào đó nhưng mà không thấy. Đó, khi mà bên Asin với Thanh Hải quay lại gia đình chị Hà có nói rằng là hai cái điện thoại của chị Hà để đâu, thì mẹ chị Hà nói là không nhớ nữa. Đó, không nhớ hai cái điện thoại nữa. Thì bây giờ tìm thấy rồi thì em tin chắc rằng là trong đó nó phải có cái bí mật gì đó, đúng không? Nó phải có cái bí mật gì đó thì nó mới có thể nói rằng là bỏ trong túi bóng. Em hỏi tất cả mọi người chứ, bỏ trong túi bóng, cột kỹ lại. Thì em hỏi tất cả mọi người chứ, nếu như mà chị Hà nhảy sông thì có cần phải sợ điện thoại ướt đến như vậy hay không? Bởi vì người ta đã tự tử rồi thì người ta quan trọng thì cái điện thoại ướt hay khô, đúng không? Hai cái điện thoại mà bao tay bao chân vẫn còn mang nha. Cái đấy là nó giống như kiểu là chị mới đi đâu về ấy. Cái người mà họ làm cái vấn đề sông nước ấy, họ hay sợ điện thoại rớt xuống sông, nên là họ hay lấy cái bao ni lông ấy, bịch ni lông ấy, họ sẽ bao lại để có rơi thì không bị ướt. Thì em hỏi tất cả mọi người vậy thì chứng tỏ chị Hà này đâu có gọi cho con gái đâu. Mà nếu gọi cho con gái xong mà vẫn bình tĩnh để cột cái bao bịch ni lông vào cái điện thoại vào bịch ni lông thì chứng tỏ là chị Hà không phải nhảy sông. Đó, em nói tất cả mọi người như vậy, nên là quý vị khán giả có những góp ý gì đó thì có thể là comment dưới video để ủng hộ cho em ha. Em sẽ tiếp tục cập nhật và phân tích những cái nội dung mới nhất, và cũng mong muốn là cái vụ việc nó sẽ sáng tỏ và sẽ tìm được cái câu trả lời, cái nguyên nhân là tại sao chị Kim Hà lại ra đi, tại sao lại bị cái hầy một cái mà có thể nằm ở dòng sông đó suốt 12 ngày. Thì chúng ta vẫn chưa biết lý do, nên là cũng đợi kết quả quý vị nhé. Rồi, em sẽ dừng video ở đây. Chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người.